Chưa, anh Phương xin gửi lời chào các bác. Buổi sáng ngày hôm nay, anh Phương sẽ dành thời gian cùng các bác tìm hiểu, tham khảo để cho các bác có cơ hội đầu tư cũng như sắm cho mình những đôi loa với chất lượng âm thanh tuyệt vời nhất và có nguồn gốc xuất xứ từ Mỹ. Và buổi sáng ngày hôm nay chúng ta cùng ngắm nhìn với anh Phương một lô hàng mới về, đó là những cặp loa EV với sở hữu một bát 40, một tép kèn titan cho chất âm trong trẻo, lan tỏa và làm cho chúng ta cảm thấy rằng âm thanh một thứ giải trí thật tuyệt vời. Và chắc chắn rằng đây là một cặp loa để cho anh em chơi và ngắm nhìn rất tốt. Chúng ta hãy tiến lại gần một chút để tìm hiểu về cặp loa này. Đây là một cặp loa EV với thùng lông lỉ. Các bác quan sát thấy hàng mới về, chưa lau chùi vệ sinh nhưng nó đã khá đẹp. Tất cả mọi chi tiết góc cạnh cũng như là logo thương hiệu được dập nổi trên sản phẩm. Điều này cho chúng ta cái tự tin khi mua sắm hàng của EV. Không bao giờ mua phải hàng nhái, hàng giả giống như một số dòng loa của Trung Quốc. Thùng vách của nó khá sắc nét. Và chúng ta thấy rằng dòng loa của EV một đặc điểm rất riêng và một cái ma trận thùng để cho được cái chất âm sâu, êm đềm, đó chính là cái cấu trúc thùng. Nó thiên về chiều sâu. Và quan sát thấy nó thiên về chiều sâu. Những cặp loa mà thiên về chiều sâu bao giờ cũng cho tiếng bát nó sâu hơn, uy lực hơn và cái độ phóng nó tốt hơn rất nhiều. Khi hát chúng ta thấy rằng lời hát nó bay xa, bởi vì nó giống như kiểu chúng ta lấy một cái đà rất là sâu để đẩy cái tiếng đi xa hơn so với bình thường. Tất cả mọi chi tiết về bát, chúng ta thấy rằng dòng này sử dụng đến 4 gân bát. Nếu nhìn từ bên ngoài, người ta quan sát thấy có 4 gân bát, cho nên tiếng bát rất mềm. Và một tép kèn titan có cái phễu sâu về phía sau để cho cái công lực cũng như độ phóng nó tốt hơn so với những dòng loa thông thường. Với hai cửa thoát âm ở phía trước, toàn bộ công lực nó đều được dồn sâu và lan tỏa toàn bộ không gian phòng. Cặp loa ngày hôm nay về, chúng ta sẽ thấy rằng một trong những cặp loa đẹp xuất sắc đến mức độ mà còn nguyên cả tem giấy như đây này các bác này. Hiếm khi nào chúng ta tìm thấy những cặp loa mà còn nguyên tem giấy như thế này. Đây là chữ ký cũng như là cái số hiệu của sản phẩm của giám đốc công ty. Đây chính là dòng sản phẩm của Electrovoy, chữ ký. Hiện tại anh Phương đang có hai cặp loa EV. Các bác có thể cùng tham khảo với anh Phương về mã sản phẩm. Cặp loa còn nguyên chất bài. Mã sản phẩm của cặp loa ngày hôm nay đó là T2151. T251. Dòng sản phẩm sản xuất tại Mỹ. Made in USA đây. Công suất của quả này nó rơi vào là 400 W một quả. 400 W một quả. Nó có thể đánh ở chế độ full jungle hoặc là chế độ bi-jai. Các bác thấy không? Tùy theo cái cách chúng ta chơi. Và những cặp loa như thế này, anh Phương nhập được số lượng 2 đôi với giá thành rất hấp dẫn. Và chắc chắn chúng ta thấy rằng là với giá chỉ bằng 1/3 so với giá mới, nhưng chúng ta đang được tận hưởng một cặp loa phải nói rằng là không thua kém gì chúng ta vừa bóc xốp ra. Nó còn nguyên tem giấy luôn các bác. Nguyên tem giấy luôn. Đấy. Bác nào có nhu cầu sử dụng thì có thể gọi cho anh Phương với số máy 0971998555. Cặp loa này hiện đang có giá rất tốt cho các bác. Giá cho chúng ta sẽ là 17 triệu đồng một cặp. 17 triệu đồng một cặp. Các bác có thể liên lạc với anh Phương để sở hữu những cặp loa này. Một cặp loa Mỹ bát 40 mà giá thành
chỉ ngang với dòng loa của Trung Quốc. Đấy. Tại sao là như vậy? Bởi vì anh Phương nhập số lượng và nhập trực tiếp từ nhà phân phối, cho nên là giá thành của nó rất tốt. Cho nên là các bác có thể nhanh tay. Hiện tại chỉ có 2 cặp. Bác nào gọi sớm chúng ta sẽ là chủ nhân của những cặp loa Mỹ này. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hãy đừng quên cho anh Phương một like, một chia sẻ, cũng như một đăng ký kênh để chúng ta cập nhật những video mới nhất. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.